Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cho biết, tối ngày hôm qua 15 tháng 8, bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân bị sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc để chữa đau răng. Điều đáng nói là người này đã từng bị dị ứng nghiêm trọng một lần với loại thuốc này, nhưng vẫn tiếp tục mua uống và dẫn đến phản vệ lần hai. Nam bệnh nhân 56 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng phù nề toàn bộ hai mắt, vùng môi, khăn tiếng, khó thở, tim nhịp không đều, huyết áp tụt. Sau khi uống thuốc chứa hai thành phần kháng sinh là Metronidazole và Spiramcin để điều trị đau răng do nhân viên bán thuốc gần nhà kê đơn. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng và lập tức cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Bệnh nhân có dấu hiệu giảm khó thở nhưng hai mắt và môi vẫn sưng nề. Khoảng 20 phút sau cấp cứu, bệnh nhân dần ổn định, chuyển điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện. Theo các bác sĩ Phản ứng phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và diễn biến thì rất nhanh. Có những tác nhân dù đã tiếp xúc rất nhiều lần, những lần trước đó hoàn toàn bình thường vẫn có thể gây ra tình trạng phản ứng phản vệ ở lần tiếp xúc sau, đặc biệt là các loại thuốc. Vì vậy sau khi dùng thuốc, đặc biệt là những người đã từng có tiền sử dị ứng với thuốc, thức ăn thấy xuất hiện các triệu chứng như nổi ban da ngứa, buồn nôn, đau bụng, khó thở, tức ngực cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.